Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trở lại vấn đề với chương trình Dân ta phải biết luật ta. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu. Sáng nay khách hàng có một cái câu hỏi như thế này: có nên mua tài sản khi chưa tiến hành thủ tục khai nhận di sản thừa kế? Ông đến với văn phòng tôi trong một cái thời gian là hết năng lượng, vào khoảng gần 12 giờ. Ông bảo rằng là ông dự định mua một cái quyền sử dụng đất, nhưng mà ông lo lắng là không biết có nên mua hay không mua, và xin được tư vấn. Thì thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của ông là như thế này. Gia đình họ có 5 anh em. Thì ba họ đã mất và mẹ họ cũng mất sau đó vài năm. Theo cái quy định của pháp luật, sau khi mà ba mất, sau khi mẹ mất, thì các anh chị em ruột của họ gồm 5 người sẽ tiến hành một cái thủ tục gọi là thỏa thuận phân chia di sản. Và cái việc thỏa thuận phân chia di sản này sẽ như thế nào? Thưa quý vị và các bạn, thỏa thuận phân chia di sản này, trong đó 5 người hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm các anh chị em ruột, sẽ dựa trên cái di sản của ba mẹ để lại và thỏa thuận. Có những cách thỏa thuận như là chị hai nói thôi, bây giờ tôi không lấy tài sản này, tôi cho, nhưng mà cho em út. Anh thứ ba nói thôi, mắc công phiền quá, tôi từ chối di sản. Cái người thứ tư nói không, tôi vẫn muốn, mà tôi muốn chia đủ mà một suất thừa kế, mà tôi chia bằng đất kìa. Thì sau khi các anh chị em thỏa thuận như vậy xong, thì các anh chị em đến văn phòng công chứng để triệu tập, để thực hiện một cái thủ tục mà dân nhà luật gọi là khai nhận di sản thừa kế. Và quý vị và các bạn biết rồi, thẩm quyền của khai nhận di sản thừa kế đó là phòng công chứng. Cái trình tự thủ tục khai nhận di sản thừa kế là như thế này quý vị và các bạn. Các bên sẽ thỏa thuận cái di sản do ba mẹ để lại và thỏa thuận từng phần của các người ở hàng thừa kế cùng hàng. Ví dụ như là từ chối di sản, ví dụ như là nhận và cho lại một cái người nào đó, ví dụ như là chia đều cho các đồng sử dụng, đồng sở hữu. Thì thôi bây giờ như thế này, cái câu hỏi tôi sẽ ra một cái chủ đề khác, gọi là thủ tục tiến hành khai nhận di sản thừa kế. Hôm nay tôi chỉ giải quyết đúng một cái câu hỏi thôi, rằng có nên mua ở thời điểm mà chưa các hàng thừa kế chưa có khai nhận di sản thừa kế hay không. Tức là nói chung là bây giờ vẫn còn đứng tên của ba mẹ mà ba mẹ chết. Thì tôi bảo điều này thì phụ thuộc vào anh thôi. Thứ nhất, nếu anh cảm thấy rằng gia đình của họ là tin tưởng, thì sau khi anh nhận cái vụ việc, anh ký mua bán, ký chuyển nhượng, đặt cọc hoặc một cái hình thức nào đó để mà mình mua cái tài sản là bất động sản này, thì anh chính anh sẽ là người làm cái thủ tục dịch vụ khai nhận di sản thừa kế. Và sau khi khai nhận di sản thừa kế rồi, ra tên của một người đi cho nó thuận tiện, và bán lại cho anh, chuyển nhượng lại cho anh, thì thủ tục nó hoàn tất. Vậy thì câu trả lời của văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc là, nếu chúng ta thấy rằng cái việc khai nhận, cái thủ tục, cái trình tự khai nhận di sản thừa kế nó chuẩn, nó hợp lý, thì chúng ta cũng phải ký hợp đồng mua. Tại vì nếu trừ trong trường hợp chúng ta không mua thì chúng ta mất đi những cái cơ hội. Thưa quý vị và các bạn, trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, ngoài cái vấn đề chuyên môn về đi tòa, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn những cái hướng dẫn càng đơn giản nhất càng tốt. Video sắp tới tôi sẽ làm có tên gọi là di chúc của sở hữu chung hợp nhất. Thưa quý vị và các bạn, tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành trong chương trình Dân ta phải biết luật ta. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi thì quý vị và các bạn hãy để lại cái đường link. Tôi cũng có một cái trang là luật sư Đoàn Gia Phúc, đó là cái trang web. Thì nếu được thì quý vị và các bạn sẽ xem vào đó. Trên, ở phía trên của trang web đó vẫn có cái
đường link của YouTube, Google cộng và Facebook. Nếu quý vị và các bạn quan tâm thì tôi xin cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn.